Bão đã về thật rồi các bác ạ. Về đến nơi rồi. Đấy bác, bão đã về đến Bắc Linh rồi. Và tiếp tục em vẫn cứ bàn giao xuyên bão các bác ạ. Đây, bàn giao là xuyên bão. Đánh hẳn ô tô nó ra ấy đây. 245 rất chi là đẹp. Xuất sắc. Đúng rồi chú. Rất chi là đẹp. Đấy. Là rất chi là đẹp, mặc dù bão bờ nhưng mà cơ sở em vẫn cứ bàn giao đầy đủ cho các bác. Những em máy là siêu phẩm đẹp. Đây, mưa bão bắt đầu về rồi, máy điện thoại là cũng đã ướt hết rồi. Đây là 245, số cơ ben cơ, trợ lực lái. Có tiếng ồn các bác thông cảm. Thôi xe đỗ đây thôi, đánh ra đây đủ số dầu số chưa? Đánh ra đây, anh bảo đánh máy ra đi để anh Minh xúc lên, cho lồng vào trước cái máy vào trước. Rất mới, rất xuất sắc các bác nhá. Bảo đánh máy lùi ra đấy. Hả? Rất chi là mới các bạn. Nước qua điện thoại rồi. Đang quay cho các bác. Vì cơ sở nhà em là bàn giao liên tục, bàn giao cả bão luôn cho bác này ở tận Hiệp Hòa Bắc Rang. Mặc dù mưa bão nhưng bác cũng đến cửa hàng ủng hộ. Dạ. Yeah. Rồi các bác. Bão đã về. Nhưng em vẫn phải bàn giao các bạn. Dựng cái bừa vào trong này. Vào đi. Ui giời. Bão đến rồi. Xe không đi được đây. Ôi lại cho chú cái tăng nữa cơ. Ôi được, vào đây, vào đây. Lên xe các bạn nhá. Xe lựa đâu con, vào đây, vào đây, vừa đây, vào luôn đây. Rơi cả điện thoại đấy, gió mạnh. Đúng rồi, ok. Nhưng có vướng không? Đúng rồi, lùi ra đây, lùi xe đây, quay người rồi. Ui. Đó rồi đấy, bàn giao cho bác ở tận Hiệp Hòa Bắc Rang. Đúng ngày mưa bão. Đóng cái đấy lên, xong lấy lào lên. Con lào. Bảo ông lái xe, ông ấy trèo lên trên, ông xếp đi. Nhiều thứ lắm chú ạ. Đấy, phớt cho chú là đủ 6 cái đấy. 2 cái phớt trước, 2 phớt sau. Chốt, rồi tăng cày. Không thiếu cái gì đâu. Mưa bão đi mua cái mua mùa này, mưa bão này là về làm nó rất chi mát mẻ. Lấy cái mái cho ấy. Mưa bão lấy mái che vào. Lên cho bác đầy đủ vào. Để buôi ra, để buôi ra đường tắm mưa. Rất đẹp, rất xuất sắc các bạn nhá. Bàn giao liên tục không ngừng nghỉ. Đấy. Đóng cái thợ dưới vào thôi. Đấy, thế là được rồi, quá đẹp luôn. Không bao giờ chạy đâu được. Kiên, Kiên ơi, cầm cái mái cho anh à. Kiên, cầm mái cho anh à. Đấy. Không ra được khóa cái đấy thì chạy đi đâu, khóa phanh, khóa số rồi. Vâng. Đấy, rất mới, rất đẹp, bão rồi. Bão vào rồi, đúng tầm này là chuẩn bị về. Cả hai cái trống nữa nhá. Bỏ rồi chú ạ. À. Đấy, rất mới các bạn, rất nhiều. Đấy, bàn giao liên tục. Đấy, khéo cẩn thận cầm cái mái là nó lại bão nó bay lên rồi đấy. Bay như kiểu như diều ấy, như diều lôi đấy. Rất nhiều, rất xuất sắc các bạn. Hồi lại xin chào các bạn. Mưa gió bão mà cái điện thoại cầm rồi không một tay không cầm được. Đã sâu vào bên trong kia. Sát vào trong ấy, không đi là gió bão là nó đẩy đấy. Cho hẳn vào sâu cho bác. À. Đúng rồi, ok rồi. Chắc chắn. Không phải suy nghĩ gì nữa. Rồi, xin chào các bác. Rồi lại tạm biệt các bác. Để tiếp tục các bác ạ. Đây là mưa bão nhưng mà các bác vẫn bàn giao cho bác. Bác ở đâu nhỉ bác nhỉ? Bác chủ đi ở đây cho hướng dẫn cho nào. Đây ông anh. Hòa Bình. Ở khu nào ông anh?
Lạc Sơn Hòa Bình. Lạc Sơn Hòa Bình, đây anh ra đây em hướng dẫn qua này. Đây nhá, anh ngồi máy đây, ngồi lên máy đi. Lộ này, thử cho nó sướng đi. Giam côn, muốn nổ giam côn. Rồi, lấy chìa khóa. Vẫn bên này. Đâu, anh đè này thôi này. Đấy, chứ không phải khóa, không phải mạnh tay. Kéo này lên à, kéo ben à. Đấy, được chưa? Anh vào số phay thì đây nó có 4 số, bây anh thử số đi. Đấy, bây anh muốn xuống nhanh, xuống chậm này anh giảm này. À, anh cho cái này nhá. Xuống mà phịch mà phát được, xuống từ từ cũng được. Bây anh vào số phay, các số anh thử. 1, hất lên, nhả côn. Đấy, 2, nhả. Đấy, 3, nhả. Rồi, 4, nhả. Ok, được chưa? Đấy là số 4 là quay tít nhất. Ra mua. Bây giờ chạy nhá. Anh vào tầng kia. Chưa quen thì đi tầng chậm thôi. Vào tầng bé thôi. Muốn tầng ngàn đây đi. Thất, vừa vào chỉ tầng 3 là bé nhất rồi. Là tầng 3 là chạy chậm thôi. Hơi nhảy chân côn lên. Đấy được rồi. Tầng này là chậm lắm nhá. Đây anh 4 số, anh vào số 4 đi. Cho quen đi. Hất xuống dưới, hay số 1 cũng được. Hất, đúng rồi, 4 đấy. Lùi này, lùi ra nhá. Dâm côn không? Đúng rồi, nhả côn là ra đấy. Nhả côn ra. Đó. Đó. Chậm. Này, anh lái được ngay, có gì đâu mà. Rất dễ. Không mà cứ bình tĩnh thôi, đừng tưởng. Đừng tưởng mà lo lấy loại R với 7 phút ở đây tí cho nó nhẹ. Thôi từ thôi được rồi. Anh đấy à. Tắm côn không? Tại về mua à? Tắt máy đây. Đấy ok. Có cháu phun vào trong quay đi cho nó trơn, cho nó nhẹ và rằng nái đi. Tiếp tục. Rồi. Thế là chạy được ngay, có gì đâu mà. Nái dễ nái. Đèn xuất sắc. Đấy cứ lái hết rồi đít nó ra kia nao đầu vào gốc cây. Thử cầu trước. Bác bảo qua là đã chạy được ngay cái gì đâu. Ê, nhà con ra, mới chưa? Mới rồi thì ok. Đấy. Thế thôi, nao vào đây, mai lên xe. Chiều thay cho lốp. Thay luôn lốp trước hết nãy. Chỗ em là vẫn cứ là mưa bão nhưng mà cửa hàng vẫn cứ là phục vụ các bác xuyên bão các bác. Mặc dù bão sáng thì bán, chiều bão về nhưng em vẫn phục vụ các bác nhiệt tình. Và hôm nay hàng lại tiếp tục về các bác. Và những siêu phẩm 28 này. Đây các bác nhìn em 28 này, tắc dầu, bơm kim này. Máy gọi là quá xuất sắc luôn. Đó, 28 đấy. Em này thì có cả phanh đi đường, à đi chạy ấy này. Có dặn chữ cấm. Rất đẹp xinh nha. Rất đẹp các bạn, lốp đây. Lốp thì quá xuất sắc luôn. Đấy, 28 đấy. Còn đây là một em siêu phẩm nữa các bạn. Một siêu phẩm hôm nọ đã lên đường về Nam Định và hôm nay lại tiếp tục một siêu phẩm nữa lại tiếp tục xuất hiện ở cửa hàng các bạn. 345 số cơ bên cơ các bạn nhé. 345 turbo tầng 2. Máy gọi là quá mới luôn các bạn. Số cơ bên cơ. Có cả mái che nhé. Em này có hình bên giật, có cả mái che đây. Tay công các bạn. Ôi ghế. Tay công trước đầy đủ. Máy thì quá là nét luôn. Rồi, cho các bạn xem. Bơm kim. Bơm kim. Quá xuất sắc, chưa rửa rãi. Dùng dầu riêng các bác nhé. Dùng dầu Chợ Lái riêng. Nên không suy nghĩ gì cả. Và đây là một em 20 hai cầu. Và vừa nãy em bán một em 20 hai cầu cho bác ở trên Hòa Bình. Và tiếp tục lại về tiếp một em nữa đây. Toàn nhà hàng nhà em là cứ hàng đi rồi hàng về là liên tục, không ngừng nghỉ các bạn. Đấy nên là rất chi là nhiều. Còn đây dàn phay trước đây. Lốp trước chưa lắp. Dàn phay đây. Phay cũng rất mới.
1m603 mới đây. Một con 28 này các bạn. Chắc thế rồi. 1m7 thay nước. Đã bừa bộ. Rồi rồi là đấy, cơ sở vẫn cứ là bàn giao liên tục các bác. Mà gần đường tiện đường xá đi lại như các bác cứ đến cửa hàng này em lại bán được cho các bác. Cái hàng xịt sò rất nhiều. Đủ loại luôn cho các bác thầu lựa chọn. Đó. Quá nhiều luôn. Có nhiều những em hàng đẹp để phục vụ các bác. Hàng tiếp tục lại gia cố thêm sửa để bắn nút và hàn lại chắc chắn và chống chọi với những thời tiết khắc nghiệt của rất nhiều các bạn. Xuất sắc đủ loại 345 26 một cầu trợ lực 385 nước vẫn nhiều cho các bác đỡ thầu lựa chọn luôn. Hàng về liên tục. Vài nữa này về tiếp đấy các bạn. Về tiếp một đàn trâu to nữa. Rồi, xin chào các bạn. Mưa bão cũng đã lên đường các bạn. Cho bác đi về làm cho may mắn. 2 cộng. Các bạn 285 nhá. 285. Rất đẹp, rất xuất sắc. Cho các bác về đất Hạ Long, Quảng Ninh về để kéo tàu. Kéo tàu tàu biển rồi bị bão. Các bác lại mua em 285 để về ra biển kéo tàu. Tí hãy đục lại cái lọc dầu nhé cháu nhá. Lỗ đấy, cứ lỗ đấy đấy. Ấy, êm lắm ba. Dàn phay này chỉnh cho là êm ru rồi đấy. Và chỉ việc chạy thôi. Không phải động chạm gì nữa. Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Đấy. Về nhà là cái dàn phay này cháu lắp liếc ngon lành hết rồi. Và mà chạy là phải căng hai bên này là đây là cháu cũng căng hết hai bên này, không cho nó dê bên nọ bên kia rồi. Ở đây đây lúc nào giao cho bác là cháu lắp là bánh liếc cho bác đầy đủ. Đấy, ok chưa? Đấy, bác thấy ok thì là lên xe. Nguyên bản luôn. Rất đẹp, rất xuất sắc. 285 về Hạ Long, Quảng Ninh các bạn. Đất Hạ Long, Quảng Ninh các bác. Chốt em 285 trâu to để đi về kéo tàu. Vừa mấy hôm vừa rồi là bão lũ. Cơ sở em là vẫn cứ bàn giao liên tục nha. Đường xá rất khô ráo. Nhiều bác cứ vẫn điện hỏi và thế ở dưới đấy có ngập nước gì ra mua máy có được hay không. Em bảo là thoải mái luôn. Đây là đường xá rất chi là thoải mái, thông thương. Và các bác đến mua cũng rất chi là đông. Ngày nào cũng thế thôi. Đó, các bạn. Đấy. Giám phanh, kiên giám phanh. Giám chưa? Rồi. Đấy, thôi được rồi. Rất nhiều máy các bạn. Tôi đang thử cầu trước cho bác ấy. Kìa bác ơi, bới bên kia kìa. Bới bên đấy. Đấy. Anh nhìn chưa? Bới rất tít luôn. Thôi được rồi. Cất vào trong kho đây, cất vào kho. Đây là hướng dẫn cho bác. Đấy, bác đục cái đấy ra. Đấy, tôi vít đục vào cạnh. Đấy, xong bác tháo ra. Nếu mà dầu của nó mà từ bình nó chưa chảy được xuống dưới này thì mình lại phải tháo cái miếng này ra nhá. Đấy, đây là bác nhìn dầu này. Đấy, nó bẩn chưa? Lẫn nước ấy. Thỉnh thoảng mới đầu này về thỉnh thoảng không thấy bác hy sinh đấy chục lít dầu đấy bác nhìn thấy chưa bẩn không đấy, hy sinh đấy chục lít dầu về bác xả hết ra nhá. Bác tháo này xong bác cứ đổ vào trong này không có vòi hơi bác thổi cho nó sạch sẽ ra. Bình này nó tầm 30 lít chạy thoải mái cả ngày nhiều và ui thì nó phải nhiều thôi chứ bây giờ nó không nhiều thì về nhà thì bác chạy vài buổi lại hết thì chạy lại mấy tiếng lại đi đổ dầu đi mệt. Nào lấy cả lọc dầu không cho bác lọc dầu lọc nhớt phớt trước phớt sau đầy đủ đầy đủ hết phớt trước phớt sau đầy đủ đấy bác nhìn đấy và bẩn như thế kia cơ mà tưởng là bơm dầu làm gì có cái này dạ bơm dầu nó không có nước này đâu nó để lâu chứ bác ạ nó ở trong này lâu ngày dầu của mình lâu ngày cũng thế
để lâu cho một là dầu nó thối, hai là những cái cắn bẩn nó đọng lại. Bình thường thì nó không tắc, nhưng mà lúc nào mà mình đi xe nó rung ấy, là nó hay những cái cắn bẩn nó hay xuống, nên là nó hay tắc, nó hay tắc dầu. Đấy, gõ đấy, gõ ra sạch sẽ ra. Cái zin này cứ để đây gõ được, giặt được. Nhưng cái mới của mình thì nó không tốt đâu. Không bằng xịn của nó đấy, bác nhìn thấy cái đồ xịn đấy để nó có ải đâu. Không bao giờ ải ra được. Rất đẹp, bác có đánh dấu vào thì đánh. Tin tưởng nhau là chính. Làm cho bác mong mẻ, bác về chỉ việc chạy thôi. Không phải động trạng gì cả. Đây là đại gia ở đâu nhỉ? Mình ở Hạ Long Quảng Linh. Hạ Long Quảng Linh, đúng thành phố Hạ Long. Đây là đại gia. Một mình là cai thầu là ba con du thuyền. Và bây giờ là đang bão lũ. Đấy, bão lũ là anh bác đến là bác ủng hộ hẳn một em máy cày về để lôi du thuyền ngập kéo thuyền ngập lụt. Đấy. Đấy. Đại gia Hạ Long Linh đấy.